Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện có tựa đề Oán Nghiệt Cuộc Tình, là một tác phẩm mới của tác giả Thu Thảo mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ, không để mất thời gian, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô hai ơi! Tiếng gọi nhỏ vang lên giữa buổi trưa làm cho bà Hai Tiền đang ngủ ở trong nhà liền giật mình tỉnh dậy. Bà nhau mắt nhìn ra ngoài rồi nhận ra cái bóng người quen thuộc. Đó là thằng Cu Tí. Nó đang đứng ở ngay cổng, đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai đã cũ. Thế vậy cho nên bà vội nhòm dậy khỏi chiếc võng rồi bước ra ngoài. Thằng Tí, mua gì đó con? Dạ, cô Hai bán cho con 5.000 kẹo dẻo. Vào đây, cô Năm bán cho. Đứng ở ngoài đó chi cho nó nắng. Thằng Tí vâng dạ rồi bước vào bên trong. Sau khi bà Hai Thiện đưa kẹo cho nó thì thằng Tí đưa bàn tay nhỏ xíu đang cầm tờ tiền đưa ngược lại. Bữa nay con Năm đi đâu mà lại cho tiền mua kẹo đó Tí? Dạ, má con đi ăn cưới ở bên Cù Lao, má cho con tiền mua kẹo đó. Thằng nhỏ nói xong thì hứ hững xách bịch kẹo chạy đi mất. Bà Hai Thiện đứng yên nhìn theo cái bóng dáng nhỏ xíu của thằng bé rồi thở dài. Tội nghiệp. Ở cái ấp Bình Minh này không ai là không biết đến hoàn cảnh của ba mẹ con chị Năm Ngọc. Hai vợ chồng chị không biết người ở đâu. Người ta chỉ biết hai người về đây sống ngót nghét cũng 10 năm nay. Gần 3 năm trước thì anh Năm đột ngột bị tai nạn đuối nước rồi qua đời, bỏ lại chị và hai đứa nhỏ. Thằng anh 9 tuổi còn thằng em thì mới lên 3. Tai nạn ập đến một cách đột ngột làm cho gia đình của chị như kiệt quệ cả về tinh thần lẫn tiền bạc. Chị bán cả cái ghe mà hai vợ chồng kiếm kế sinh nhai hàng ngày để mua cho anh cái hòm. Bà con hôm ấy đến viếng đông lắm, rồi mấy ông trên xã không biết ở đâu vận động quyên góp cho chị được gần 50 triệu đồng. Sau khi lo đám cho anh Năm xong, thì chị dùng số tiền người ta cho mua một mảnh đất nhỏ, cất cái nhà nhỏ lên rồi mở một sạp hàng tạp hóa để trang trải cuộc sống. Cuộc sống khó khăn lam lũ là như vậy, nhưng vẫn không làm lu mờ đi được vẻ đẹp của một cô gái miền Tây. Chị có một nước da trắng muốt, mịn màng chứ không hề thô ráp, đôi môi trái tim chúm chím. Mỗi lần chị cười lên thì hai cái má lúm đồng tiền nổi lên hai bên như có thể hớp hồn bất cứ ai đối diện. Còn hai đứa con của chị, đứa lớn tên là Nam, năm nay đang học lớp 6. Thằng bé là học sinh giỏi của trường, thậm chí còn có đợt được cử đi học sinh giỏi trên tỉnh. Đứa thứ hai tên là Tâm, nhưng mà ở nhà quen gọi nó là thằng Tí. Năm nay mới vào lớp 1, ba mẹ con cứ như vậy nương tựa vào nhau mà sống. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Những người dân ở đây không ai là không quý mến họ cả. Anh hai về. Thằng Tí hớn hở kêu lên khi thấy anh hai của nó. Thằng cu Nam lưng đeo cặp to gần bằng cái thân người của nó đang lùi thủi đi từ ngõ. Và đến nơi nó quẳng chiếc cặp xuống đất rồi ngồi phịch ra ghế. Nam nhìn điều bộ lom khom của thằng Tí rồi phì cười. Đột nhiên nó nhìn xung quanh rồi hỏi. Má đâu Tí? Má đi đám cưới chị Ngân, ngày mai mới về. Mặt của thằng Nam đột nhiên mừng rỡ. Tí, tối nay đi chơi không? Đi đâu? Nghe nói là tối nay nhà thằng Tiên tổ chức sinh nhật cho nó. Nó mời cả anh qua chơi. Nhưng mà về tối sợ má không có cho. Giờ má đi rồi anh em mình đi cũng được đó. Tí nghe xong thì cũng hớn hở không kém, nhưng nó gãi đầu rồi nói. Đi có sao không anh hai, lỡ má biết thì má đánh chết. Má mai mới về cơ mà, mình đi tới đó tới khuya thì về rồi lo cái gì nữa. Thằng Tí nghĩ một hồi rồi gật đầu. Thế là hai anh em nhanh chóng tắm rửa thay đồ, khóa cửa lại rồi chạy ra ngoài bãi, lấy xuồng rồi bơi đi. Nhà của thằng cu Tiên kia không nằm ở trong ấp Bình Minh. Hai anh em của thằng Nam trèo xuồng phải hơn nửa giờ đồng hồ thì mới tới. Bên trong nhà đó bây giờ đã bày sẵn bàn tiệc, kèm theo đó là một cái bánh kem bự chàng đặt ở chính giữa. Nam và Tí đứng ngoài cổng đưa mắt nhìn vào. Quả thật đây là lần đầu tiên mà chúng trông thấy được một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng đến thế. Thằng Tiên trông thấy cả hai thì liền chạy ra kéo vào. Bên trong đã có một đám trẻ con khác đến trước. Nhưng lúc này khi vừa trông vào hai anh em thằng Nam thì chúng nó đều tỏ thái độ hết sức coi khinh, thậm chí có đứa còn nói:
Hai anh em thằng không cha kìa bay ơi. Thế là cả đám liền cười ồ cả lên. Thằng Tiền rối rắm. Và sau chàng cười ấy thì hai anh em thằng Nam cũng quay lưng bỏ đi. Vừa đi nước mắt của chúng vừa trào ra vì sự uất ức và tủi thân. Nhưng chúng nó đi được mấy bước thì chị Huệ, mẹ của thằng cu Tiên, bước ra kéo chúng lại rồi đưa vào gần chị. Con không ở lại đâu. Thôi thằng Nam, thằng Tí nghe cô, hai đứa ở đây ăn sinh nhật với thằng Tiên cho vui, kệ tụi kia. Thằng Tí ngước mắt lên nói, còn với anh hai bị chọc hoài à cô Huệ, trên đường cũng bị chọc, có khi còn bị đánh. Chị Huệ thở dài nhìn hai đứa nhỏ với một ánh mắt ái ngại. Cha của nó mất sớm, để lại ba mẹ con. Cô không trách mẹ nó được, người đàn bà lam lũ quần quật tối ngày để lo cho hai đứa con cái ăn cái mặc, học hành tới nơi đến chốn. Làm sao mà lo hết được chuyện trên trường trên lớp của nó. Nhưng rồi thằng Tí lại tiếp tục nói, tụi nó cứ nói sao cũng được, tụi con sắp có cha rồi. Nghe đến đây chị Huệ giật mình, con nói gì đó Tí? Dạ con sắp có cha, cô có biết chú Thành chủ tịch xã không, chú ấy sắp là cha của tụi con đó. Thằng Tí nói đến đây thì Nam ngồi bên cạnh vỗ vai của nó rồi nói, Tí đừng nói bậy, ông ấy không phải là cha của mình. Chị Huệ nhíu mày, thực ra thì chị cũng biết mối quan hệ của Nam Ngọc và anh Thành chủ tịch xã, nhưng mà không ngờ hai người có ý định cưới nhau thật. Người đàn ông tên Thành cũng là một người tốt, từ khi về đây nhận công tác anh ta đã giúp đỡ rất nhiều người, và tất nhiên trong đó có cả gia đình của Nam Ngọc. Khi chồng cô mất, Thành cũng đứng ra quyên góp cho ba mẹ con chị, rồi cũng thường xuyên có hỏi thăm. Giờ chờ mãn tang xong Ngọc có thể đi bước nữa cũng tốt. Hai đứa nhỏ không bị ăn hiếp nữa. Ngọc dù gì cũng thủ tiết chờ chồng đến khi mãn tang cơ mà. Nói đến đây chị Huệ nhớ lại chuyện của 3 năm trước, khi mà bi kịch mới bắt đầu. Và một buổi sáng như thường lệ, ba mẹ con ngồi ở nhà đợi anh Nam về ăn sáng. Đêm nào anh cũng đi thả lưới cho đến tận sáng ngày hôm sau. Đã hơn 8 giờ sáng mà vẫn không thấy anh Nam đâu. Chỉ Nam múc cháo cho hai đứa nhỏ ăn trước. Đang loay hoay thì bên ngoài ngõ có tiếng người vừa la vừa chạy vào. Ngọc, Ngọc ơi, chồng mày chết đuối ở ngoài bãi kìa Ngọc. Cái tô cháo trên tay của chị rơi xuống đất vỡ tan tành. Từ ngơ ngác chuyển sang hốt hoảng, chị chạy như bay ra ngoài bãi. Xe đến nơi thì thấy khá đông người đang tụ tập. Người ta nhìn chị với một ánh mắt ái ngại. Họ nhanh chóng tản ra để nhường đường. Anh ơi, anh Thâm. Tiếng gào thét của chị lập tức vang lên. Đồng thời cái thân hình mảnh mai của chị ngã quỵ xuống. Dưới đất bấy giờ là một cái xác đã lạnh cứng đờ. Chồng của chị được đặt nằm trên một chiếc chiếu nhỏ, nhang khói bốc lên nghi ngút. Một cái thùng xốp đặt được ở bên cạnh. Bên hông được ghi một dòng chữ vội trông rất nguệch ngoạc. Bà con ủng hộ. Bên trong ấy đã có kha khá tiền lẻ, 5.000, 10.000 bỏ lộn xộn. Chị Nam Ngọc ngất bên thi thể của anh Nam, người mà vừa mới tới hôm trước tới đây còn nói cười, trước khi xách lưới đi còn ôm thằng Tí đang khóc o oe trong nồi ra mà dỗ. Bà con xung quanh ai nấy đều cảm thấy thương xót cho số phận đầy bi thương của gia đình anh chị. Phải mất gần 3 tiếng đồng hồ sau thì công an, mấy ông bên xã mới tới. Họ nhanh chóng khoanh vùng lại để điều tra. Gần 1 tiếng sau thì bác sĩ khám nghiệm tử thi cũng đến. Họ đưa cho chị Nam một tờ giấy cam kết để mổ xác của anh. Chỉ bây giờ như người mất hồn, xung quanh người thì bảo, thằng Nam nó chết nước chứ có gì đâu mà mổ xẻ con người ta ra, chết rồi không được yên. Nhưng mà cũng có người lên tiếng, công chuyện của người ta thì để cho người ta làm, biết được tại sao nó chết thì mới yên lòng để siêu thoát chứ. Chị Nam không nói không rằng, vội giật tờ giấy mà xé tan. Chị ngước mắt lên chừng chừng nhìn vị bác sĩ, chồng tôi không ai làm gì anh ấy hết, để anh ấy yên đi. Trước sự phản đối có phần hơi tiêu cực của chị, vị bác sĩ kia cũng có phần ái ngại. Ông thở dài lắc đầu tiến bên xác của anh Năm. Ông không dùng dao kéo hay bất cứ vật gì sắc nhọn để giải phẫu. Ông chỉ đưa ngón tay vạch mắt, miệng và ngực áo của anh Năm. Một lúc sau thì ông đứng dậy, quay sang nói với một người công an đang cầm bộ hồ sơ sẵn ở trên tay. Nguyên nhân tử vong, ngạt thở do đuối nước, không có dấu hiệu bất thường, đưa về cho người nhà mai táng. Anh công an đưa tay liền ghi chép theo lời của bác sĩ rồi gấp bộ hồ sơ lại. Hiện trường nhanh chóng được dọn dẹp, thi thể của anh Năm được đưa về nhà chôn cất ngay ngày hôm sau.
Thẩm Thoan cũng đã đến ngày mãn tang của anh Năm. Chị Năm Ngọc ngay từ sáng sớm đã tất bật đi chợ. Mấy người hàng xóm thì cũng tranh thủ qua giúp mỗi người một tay. Làm lễ xong thì ba chiếc áo xô trắng cùng ba cái khăn tang được ông thầy cúng đem ra giữa sân mà đốt. Người ta thấy chị Năm gạt đi mấy giọt nước mắt trên má rồi ôm hai đứa nhỏ vào lòng. Ngọc, em đưa hai đứa nhỏ vào trong nhà đi. Ở ngoài đây khói bay nó mù mịt, mấy đứa nhỏ hít chúng thì không có tốt. Người vừa cất tiếng chính là Thành, anh năm nay 45 tuổi và đồng thời cũng là chủ tịch xã. Sự hiện diện của anh trong suốt buổi lễ không làm cho bà con ở ấp Bình Minh này thấy làm lạ. Vì gần 3 năm nay anh luôn là người trực tiếp đứng ra giúp đỡ ba mẹ con của chị Năm. Không cần phải nói, người dân ở đây ai cũng nghĩ tới cái viễn cảnh anh Thành và chị Năm lấy nhau. Đúng thực là một cái kết viên mãn. Người ta không những không dị nghị về sự bắt đầu của mối quan hệ muộn màng này, mà trái lại còn muốn chúc phúc cho họ nữa. Cuối cùng thì cái đám cưới đấy cũng diễn ra. Bà con hàng xóm đi chúc mừng cho hai người đông lắm. Hai đứa nhỏ thì được mặc những bộ quần áo đẹp, có thể gọi là đẹp nhất từ trước đến giờ của chúng. Thằng Tí vui mừng lắm. Nó cứ nhìn mấy đứa nhỏ hàng xóm đứng đầy mấy cái lỗ hổng của chiếc rạp cưới mà tủm tỉm cười. Thằng Nam trông không mấy vui vẻ. Có lẽ vì lúc cha nó mất, hình ảnh của anh Nam vẫn quá lớn đối với nó. Trong suốt cả buổi lễ tới khi tiệc tùng, nó vẫn tuy hiện diện ở đó, ngồi kế bên mẹ của nó trong bộ váy cưới trắng tinh. Nhưng nếu ai tình ý có thể nhận ra được sự buồn phiền hiện lên trên gương mặt của nó. Kính thưa quan viên hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, chứng nhân cho đôi uyên ương. Tiếng của người cười nói chúc tùng huyên náo cả một góc. Anh Thành đi từng bàn để mời bia. Quang cảnh trông thật vui vẻ, bình dị của một đám cưới miền quê. Tiệc bắt đầu tàn, người ta cũng đi về gần hết. Chỉ còn lại lác đác một vài người bạn thân, cũng như bà con họ hàng phụ giúp dọn dẹp mặt thôi. Anh Thành bây giờ đã say bí tỉ, được chị Ngọc dìu vào trong nhà để nằm nghỉ. Sau khi thay bộ váy cưới cồng kềnh, chị bước ra phụ giúp dọn dẹp với mọi người. Tí, vào nhà đi con, đứng đây làm gì? Thằng Tí giật mình, nó quay ra nhìn chị Ngọc. Con mới đi chơi với mấy đứa, tụi nó từ nay không còn kêu con với anh hai là không có cha nữa phải không má? Chị Ngọc khẽ gật đầu, cúi xuống ôm nó vào trong lòng, hôn lấy hôn để vào đầu tóc của nó. Lát sau thì chị đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi, anh hai con đâu? Thằng Tí đưa mắt ngơ ngác nhìn chị Ngọc. Nãy con đi chơi một mình, anh ấy ngồi bên má mà. Chị Ngọc nhíu mày lật đật đứng dậy rồi nói, Nam ơi, Nam. Không nghe tiếng của nó đâu cả. Chị chạy khắp nhà ráo rác tìm kiếm nhưng cũng không hề thấy. Mấy người bà con thì nghĩ chắc nó luẩn quẩn gần đó chơi mà thôi. Nhưng càng nghĩ càng không đúng. Con của chị biết thường ngày nó làm gì có bạn. Đi học về là nó lùi thủi chỉ biết chơi với thằng Tí mà thôi. Chị Ngọc lại chạy ra ngoài ngõ để kêu, Nam, Nam ơi. Gần cả tiếng đồng hồ trôi qua, không có bất cứ tin tức hay động tĩnh gì về thằng Nam. Chị Ngọc bắt đầu lo lắng tột độ. Chị lập tức chạy ngay vào trong nhà lấy anh Thành dậy. Anh ơi, anh dậy đi, thằng Nam nó đi đâu em không tìm thấy. Đang cơn say, anh Thành lờ mờ mở mắt cắt nhẹ đi một tiếng. Em cứ làm quá lên, nó lớn rồi, cứ để cho nó chơi với mấy đứa. Anh đang mệt, để anh nghỉ một lát. Anh biết mấy giờ rồi không? Gần 8 giờ đêm rồi đó, mà không tin nó đâu cả, có bao giờ nó đi như vậy đâu. Anh Thành định nói gì đó nhưng mà nhận ra thái độ hốt hoảng của chị Ngọc. Anh chống tay ngồi dậy, đưa hai tay lên xoa thái dương, rồi nhăn nhó bước xuống khỏi giường. Anh bước ra ngoài sân, lấy chìa khóa xe trong túi quần rồi tra vào ổ, sau đó nhíu mày nhìn chị Ngọc. Em còn đứng đó làm gì, lên xe anh chờ đi kiếm. Chị Ngọc như người mất hồn vội vã nhảy lên xe, không quên ngoái lại đằng sau kêu thằng Tí ở nhà. Chiếc xe quầy cũ của anh Thành cứ chạy như là vô định trong đêm, còn chị Ngọc thì ngồi đằng sau hét tên của thằng Nam trong vô vọng. Hai người chạy đến những chỗ mà nó hay chơi thì không có, cuối cùng chạy đi hỏi hết đám bạn học, người nhà thân quen. Tất cả những gì hai người thu được chỉ là một con số không tròn chính. Cái tin thằng Nam con của chị Ngọc bị mất tích đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của dân cư ấp Bình Minh sáng ngày hôm sau. Thì nghe đâu là đêm hôm qua hai đứa nó chạy xe đi tìm thằng nhỏ tới 1-2 giờ sáng. Thầy cũng tội quá, ngày vui của hai đứa mà bây giờ thành đây.
Chắc là thằng Nam nó không muốn cho thằng Thành nó làm cha nó. Chắc là nó bỏ đi rồi. Mới bầy lớn mà đã gặp đủ chuyện. Đâu có, tôi thấy thằng nhỏ nó có buồn phiền chi đâu. Sao Thành ra cứ sự này chứ? Những lời bàn tán xôn xao cứ như vậy lan đi với một tốc độ khủng khiếp. Cứ hễ ai có đi ngang qua nhà của chị Ngọc đều phải liếc nhìn vô vào bên trong. Phần để coi thằng Nam đó về chưa, phần để nghe ngóng coi người trong nhà ra sao. Lại nói về chị Ngọc, bây giờ bên trong nhà không ai nói với ai câu nào người nấy ngồi một góc. Thằng Tí thì nằm giấm dứt từ tối qua đến giờ. Chị Ngọc thì gương mặt đờ đẫn như người mất hồn. Anh Thành cũng không khá hơn là bao. Từ sáng đến giờ anh luôn cầm điện thoại ở trên tay, gọi hết người này cho đến người khác để nhờ giúp đỡ. Đài phát thanh cũng bắt đầu đưa thông tin về thằng bé. Tất cả mọi người đều hy vọng nó đi chơi ở đâu đó rồi lạc, hoặc có người gặp mà báo về cho gia đình. Mấy bà hàng xóm thì như thường lệ vẫn túc trực bên chị Ngọc, bàn tán xôn xao. Thậm chí có người đồn với nhau là thằng bé bị bắt cóc sang Trung Quốc rồi bán nội tạng như mấy vụ trên TV hay là báo đài người ta đưa tin. Người ta nói tới đâu thì chị Ngọc như bị ai lấy dao đâm vào ngực của mình. Nước mắt chảy từ đêm hôm qua tới sáng nay cũng gần như đã cạn. Hễ có bất cứ một cuộc gọi nào tới, câu đầu tiên của chị khi bắt máy là: Nam hả con, Nam phải không con? Thậm chí một tiếng xe từ bên ngoài dừng trước cửa, chị cũng chạy ào ra để xem có phải ai đã tìm được con của chị mang trở lại hay không. 6 giờ tối, đồng hồ vừa điểm đúng giờ, thì anh Thành cũng vội vàng cầm điện thoại lên rồi gọi. Alo, anh Thành trưởng công an huyện phải không ạ? Em Thành đây. Chuyện hôm qua em gọi anh là giờ 24 tiếng rồi đấy. Anh giúp em triển khai. Dạ, 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 em cảm ơn. Anh Thành đặt chiếc điện thoại xuống bàn, nhìn sang chị Ngọc rồi thở dài. Anh vừa mới gọi điện cho công an rồi. Đêm nay người ta sẽ cử người đi tìm kiếm giúp. Chị Ngọc chỉ biết gật đầu không nói nên lời. Đúng như lời của anh Thành nói, ngày đêm hôm ấy tin tức về Nam lên hẳn TV. Khỏi phải nói cũng đủ biết anh Thành đã dùng hết cả mối quan hệ của mình. Công an đêm đó đã cũng tới nhà để lấy lời khai, làm các thủ tục hồ sơ. Một ngày rồi hai ngày, ba ngày trôi qua, tin tức về Nam những tờ rơi in ảnh thằng bé rải đầy ở khắp nơi. Nhưng mà những gì mọi người thu lại cũng chỉ là con số không. Anh Thành bắt đầu khuyên nhủ chị Ngọc, bất kể thái độ của chị có dửng dưng thế nào. Ngọc, em đừng buồn nữa. Rồi mình sẽ tìm được thằng Nam thôi, không có chuyện gì cả. Chị Ngọc lắc đầu rồi nói, em sợ lắm. Đã một tuần trôi qua, những lần đưa tin trên TV cũng ngớt đi hẳn. Anh Thành dường như cũng bắt đầu cảm thấy vô vọng. Duy chỉ có Ngọc là ngày nào cũng như ngày nấy, luôn dán mắt vào TV và điện thoại, mong chờ có ai gọi tới. Công an bấy giờ gần như gác lại hồ sơ của thằng nhỏ vì không tìm thấy dấu tích gì cả. Mọi chuyện cứ như vậy trôi đi cho đến một ngày. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho anh Thành thức giấc. Anh quay sang nhìn chị Ngọc. Thời gian gần đây chị thức phải đến gần sáng mới có thể ngủ. Nhìn chị vẫn nằm ngủ bên cạnh thằng Tí, anh cũng yên tâm phần nào. Tắt tiếng chuông điện thoại đi, anh nghĩ chắc ai đó trên xã có công chuyện. Thường thì không có chuyện gì đáng lo nếu chỉ gọi có một lần. Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, anh Thành nhòm dậy ngay, chắc là có chuyện quan trọng. Anh đưa tay nhìn đồng hồ mới 5 giờ sáng. Ai gọi vào giờ này vậy? Anh nhủ thầm rồi rón rén bước lại khỏi giường. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn cho nên anh lọ mọ mất một lúc mới bật được công tắc đèn ở ngoài phòng khách. Tiếng chuông điện thoại vẫn còn reo, anh bước tới cầm điện thoại. Alo? Chiếc điện thoại trên tay của anh rơi xuống đất, rơi cả nắp pin ra bên ngoài. Anh, có chuyện gì hả anh? Chị Ngọc đứng sau lưng anh từ lúc nào, chỉ đưa ánh mắt tò mò và nhìn anh. Còn anh Thành bây giờ thì gương mặt hốt hoảng, tay vẫn còn đang run rẩy. Anh quay lại nhìn chị rồi lắp bắp. Thằng Nam, người ta thấy thằng Nam rồi. Vừa dứt câu thì gương mặt của chị Ngọc bừng sáng, chị mừng rỡ chạy ào lại nắm lấy tay của anh Thành. Sao, anh nói sao, thằng Nam nó ở đâu? Anh Thành không nói được nên câu, miệng ấp úng. Nó làm sao? Con em làm sao? Chị Ngọc vừa nói vừa khóc, nước mắt giàn giụa. Nó chết rồi. Câu nói của anh Thành dường như làm cho chị khựng lại.
Chị đưa ánh mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng lên nhìn anh. Anh Thành nắm lấy tay của chị rồi kéo đi. Đi, mình ra đây coi sao. Gần 30 phút sau thì anh Thành cũng chở chị Ngọc ra đến nơi. Địa điểm mà người ta báo cho anh là cái bãi bồi bên con sông chảy ngang qua ấp. Từ đằng xa đã thấy người ta bu kín. Điều ấy càng làm cho chị Ngọc lo sợ hơn. Chị đâu còn xa lạ gì với cái cảnh này. Chiếc xe dừng lại, người ta quay ra nhìn hai vợ chồng với những cặp mắt đầy vẻ xót xa và thương hại. Chị Ngọc chạy ào tới đưa tay gạt đám người kia ra. Dưới đất là một cái dáng người bé nhỏ, trên người mặc một chiếc áo thun cá sấu màu trắng. Chiếc áo mà chính tay của anh Thành chở chị lên chợ để mua cho nó mặc trong đám cưới đây. Chị Ngọc òa khóc đến ghì lấy xác thân nhỏ bé kia mà khóc, chị gào rú lên trông thật thảm thiết. Xác của thằng bé đã trong giai đoạn phân hủy nhẹ, mặt mũi cơ thể của nó trương phình cả lên, hai con mắt lồi hẳn ra bên ngoài. Chính vì tình trạng như vậy mà mấy anh công an lập tức kéo chị Ngọc ra xa, sau đó thì anh Thành phải dùng hai tay để giữ chị lại. Anh Thành bước đầu xác định là chết đuối, nhưng mà vẫn còn phải đợi pháp y xuống, người nhà cũng nên bình tĩnh mời anh qua bên kia để ký giấy cam kết. Một lát sau thì bác sĩ đến, vẫn là người bác sĩ năm xưa. Ông ta có chút kinh ngạc khi gặp lại chị Ngọc. Ông đưa mắt nhìn anh công an. Giải phẫu được chưa? Anh công an trên tay cầm hồ sơ khẽ gật đầu. Vị bác sĩ kia lấy túi đồ nghề rồi đặt xuống đất. Ông chậm chậm nhìn ngó sơ qua, kiểm tra bên ngoài của cái xác rồi ghi chép. Lát sau ông lấy mấy con dao mổ, rạch một đường từ cổ họng cho xuống đến ngực. Lại ghi chép thêm một hồi nữa. Gần một tiếng sau, ông đứng dậy, khét lột bao tay rồi đưa tờ giấy ghi chép pháp y lại cho công an. Sau đó hiện trường được dọn dẹp, anh Thành đứng đó để nhận xác của thằng Nam về lo hậu sự, bởi chị Ngọc đang ngất đi từ lúc nào. Anh phải nhờ mấy người ở đó đưa về nhà trước. Căn nhà của chị Ngọc một lần nữa nhuốm màu tang tóc. Hạnh phúc chưa được bao lâu, chớp mắt một cái đã như sụp đổ. Chị Ngọc cứ ôm thằng Tí mà đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn lên trên bàn thờ. Anh Thành thì khỏi phải nói, anh lo lắng cho chị nhiều lắm. Cố gắng trông chừng để chị không nghĩ quẩn, luôn động viên nói chuyện với chị. Chị Ngọc cuối cùng cũng đã lấy lại được tinh thần, chị không còn vật vã buông xuôi nữa. Vì bây giờ chị phải lo cho thằng Tí, đứa con còn lại của chị. Chị phải ra sức bảo vệ nó, không để cho nó xảy ra chuyện gì. Anh Thành thì cũng không khác là bao, bởi trong khi hai đứa con của Ngọc thì nói không ngoa chứ thằng Tí nó ngoan và thiện cảm với anh. Còn thằng Nam anh của nó cứ nhìn anh Thành như kẻ thù. Bây giờ thằng bé đã mất, tuy không nên cho lắm, nhưng mà anh Thành phần nào cảm thấy căn nhà bây giờ đã trở thành một gia đình đúng nghĩa. Mọi người đều yêu thương và đùm bọc nhau. Thấm thoát đã gần 2 tháng trôi qua, chị Ngọc bây giờ cũng đã dần nguôi ngoai đi ít nhiều. Hôm nay là ngày 49 của thằng Nam. Làm lễ ở nhà xong thì chị lên chùa xin thầy làm lễ cầu siêu cho nó. Thực ra trước đây chị cũng không quá quan trọng việc chùa triển lễ bái, nhưng mà từ khi nghe lời của mấy người hàng xóm thì chị cũng phần nào bị lung lay. Trong lòng của chị bây giờ chỉ có một mong mỏi duy nhất, đó là thằng Nam được siêu thoát. Trời đã về chiều, anh Thành chờ chị dừng lại trước một ngôi chùa khá lớn trên thị xã. Em vào đi làm lễ cho con, anh chạy đi có chút chuyện, lát nữa anh qua chờ em. Chị Ngọc gật đầu đồng ý rồi bước xuống xe, trên tay xách một cái giỏ đựng hoa quả và mấy thẻ nhang. Hôm nay chùa khá vắng so với tưởng tượng của chị. Cả cái đại điện rộng lớn gần 100 mét vuông, chỉ có lác đác mấy người thắp nhang lạy Phật mà thôi. Chị Ngọc bước tới bàn lễ, bày bó hoa và mấy quả táo lên đĩa rồi thắp nhang lạy Phật. Xong xuôi chị tiến đến bên chiếc bàn của vị sư gần đó rồi nói: Dạ con chào thầy. Vị sư trông đã lớn tuổi nheo cặp mắt nhìn chị rồi chắp tay lại: Chào con, có chuyện gì vậy? Dạ trước là con có chút lễ dâng lên cúng dường cho nhà chùa, sau là con có đứa con vừa mới gặp tai nạn chết, con xin các thầy làm lễ cầu siêu cho nó sớm được ngày siêu thoát. Chị Ngọc sụt sùi và đưa hai tay kính cẩn dâng bì thư lên trước mặt của vị sư. Vị sư già cũng giơ tay nhận lấy rồi chắp tay lại cảm ơn. Còn cứ ghi họ tên ngày tháng năm sinh ra giấy. Tối nào mấy thầy cũng làm lễ cầu siêu cho chúng sinh,
thầy sẽ đọc tên con của con. Chị Ngọc mừng rỡ lấy giấy bút đã được để sẵn trên bàn rồi viết tên tuổi của thằng Nam. Viết xong chị cúi đầu cảm ơn rối rít. Trời đã dần tối, chị Ngọc không ở lại thêm nữa mà rảo bước qua bên ngoài để chờ anh Thành tới đón. Đang loay hoay thì bỗng nhiên chị nghe có tiếng nói ở sau lưng. Chào cô. Chị Ngọc giật mình quay lại thì thấy trước mặt của mình là một bà lão khá già, độ hơn 70 tuổi. Chị cúi đầu lễ phép chào bà ta. Dạ chào bà, có chuyện gì vậy ạ? Bà lão ấy không nói gì cả, chỉ nhìn thẳng vào mặt của chị mà lắc đầu ngao ngắn. Chị Ngọc lấy làm lạ thì liền hỏi lại một lần nữa. Dạ có chuyện gì đó bà? Mặt của bà lão tự nhiên nhăn nhó trông rất khó coi. Bà ta lắc đầu rồi thì thầm. Cô nên đi lễ Phật nhiều hơn. Nghiệp oán cô đang vận vào người nặng lắm. Sẽ đến sớm thôi. Sẽ đến sớm thôi ạ? Bà ta cứ thì thầm câu nói đó rồi đi thẳng về phía trước. Chị Ngọc toan định chạy lại hỏi thêm thì nghe tiếng còi xe ở ngoài cổng. Ngọc, xong chưa em? Là anh Thành đang đứng bên cổng chùa. Chị Ngọc nhanh chóng bước ra, mắt vẫn cố ngoái lại nhưng bà lão kia đã biến mất. Suốt đoạn đường từ chùa trở về nhà, không hiểu sao cái hình ảnh của bà lão kia cứ xuất hiện trong đầu của chị Ngọc. Chị cũng không muốn kể với anh Thành vì sợ anh ấy nói chị nghĩ ngợi lung tung. Hai người về đến nơi thì trời cũng đã tối. Thằng Tí nghe tiếng xe thì chạy ào ra. Má ơi má, anh hai về. Nghe thằng Tí nói dứt câu thì hai người như chết đứng. Tí có nói bậy gì vậy? Anh Thành nhíu mày nạt thằng bé một cái. Chị Ngọc nhảy từ trên xe xuống ôm lấy nó rồi nhẹ nhàng. Tí còn nói bậy là không có nên đâu con. Thằng Tí liền lắc đầu nói. Con không có nói láo đâu. Lúc này con thấy anh hai về mà. Anh ấy đứng ở ngoài sân ngay chỗ này này. Anh ấy nhìn con rồi còn cười nữa. Con chạy vô tắt tivi chạy ra thì anh ấy đi mất rồi. Cơn lạnh sống lưng nhanh chóng ập tới với cả hai người. Chị Ngọc quay sang nhìn anh Thành. Hai người thừa biết trước giờ thằng Tí không phải là đứa biết nói dối. Nhưng mà làm sao có thể có chuyện đó được xảy ra? Chị Ngọc ngay lập tức vỗ lưng của thằng Tí rồi nói với nó. Con nhìn lộn đó, anh con bây giờ không về được với má con mình đâu. Nhưng mà... Không, má nói là không có. Còn con muốn ăn đòn không? Chị Ngọc đột nhiên nói với thằng bé, đồng thời đưa tay xuống phát vào mông của nó mấy cái. Thằng Tí liền òa lên khóc. Chị Ngọc cũng vậy, hai mẹ con ôm nhau mà khóc ở giữa sân. Anh Thành dựng xe rồi bước xuống. Em bình tĩnh đi, con nó còn nhỏ mà. Anh ôm thằng Tí lên rồi dỗ cho nó nín khóc. Còn chị Ngọc thì cũng gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn ở trên má, sụt sùi bỏ đi vào trong nhà. Từ hôm đó trở đi, thằng Tí trở nên lầm lì đi hẳn. Chị Ngọc hay là anh Thành nói gì thì nó cũng chỉ vâng dạ cho có lệ, rồi lùi thùi ra một góc nhà. Nhiều khúc mà chị cũng thử hỏi rồi tâm sự với nó, nhưng không lúc nào mà nó không tỏ ra lầm lì. Chị lớn tiếng thì nó khóc ré lên, dần dần chị trở nên bất lực. Hai người luôn nghĩ chắc là vì mất đi anh hai cho nên nó không còn có ai chơi cùng, không còn ai để tâm sự. Anh Thành cũng siêng năng chở nó đi chơi. Cứ hễ nó học xong thì lúc nào người ta cũng thấy anh đèo nó đi cả. Nhưng mà không hiểu vì chuyện gì, thằng Tí càng ngày càng trở nên lầm lì. Kết quả học tập của nó sa sút hẳn. Thậm chí là lần mời phụ huynh gần nhất, chị Ngọc bị cô giáo mách lại là thằng Tí đánh bạn ở trong lớp. Sáng hôm nay chị Ngọc lại nhận được một cuộc điện thoại từ cô giáo của thằng Tí, yêu cầu phụ huynh phải có mặt. Chị Ngọc hỏi thêm thì cô giáo tắt máy. Chị nhanh chóng gọi cho anh Thành. Chừng hơn nửa tiếng sau thì anh chạy về. Hai người tức tốc đi lên trường. Và đến nơi thì đã thấy cô giáo kia đứng đợi trước văn phòng của trường. Dạ chào cô ạ. À, cô kêu hai vợ chồng tôi lên là có cái chuyện gì vậy? Thằng Tí lại quậy đấy hả cô? Cô giáo gật đầu rồi đưa tay chỉ về phòng cuối dãy. Nó ở trong đó, anh chị vào coi đi. Chị Ngọc và anh Thành nhìn nhau đầy khó hiểu. Nhưng không cần chừ gì thêm, hai người nhanh chóng tiến về phía cuối dãy hành lang. Vì đây là giờ ra chơi cho nên ở đây tụ tập rất nhiều đứa trẻ khác. Còn có cả giáo viên đang đứng ở đây. Hai người vừa đến thì mấy giáo viên kia vội tản ra hết. Anh Thành đưa mắt nhìn quanh rồi dừng mắt lại trước cánh cửa căn phòng. Bị khóa rồi. Anh Thành khẽ thốt lên. Trời ơi con tôi, mấy người làm gì con tôi, thả nó ra.
Chị Ngọc vừa đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng kia thì la toáng lên. Anh Thành cũng cúi xuống mà hé mắt nhìn vào bên trong. Bên trong đó là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Thằng Tí đang bị trói ở trên ghế, nó đang cố sức vùng vẫy để thoát ra. Chị Ngọc la toáng lên rồi đập cửa ầm ầm. Anh Thành thì nhíu mày chỉ vào một giáo viên nam đứng gần đó. Anh làm cái gì vậy? Sao lại nhốt nó? Người giáo viên kia lắc đầu nguẩy nguẩy, giơ hai tay lên để xua thanh minh. Dạ không, anh Thành đừng hiểu lầm, tụi em hết cách rồi. Cái ổ khóa cửa nhanh chóng được một giáo viên khác mở ra. Chị Ngọc ngay lập tức ập vào. Thằng Tí vẫn còn đang cố sức giãy giụa. Bây giờ thì chị mới để ý kỹ thằng bé. Chiếc áo trắng của nó bị rách bươm, tay chân đầy những vết xước do bị cào cấu. Nó dương cặp mắt nhìn chị Ngọc rồi nói với giọng van xin. Má ơi, con đau quá, má ơi thả con ra. Chị Ngọc ngay lập tức cúi xuống mà đống dây trói trên người của nó. Không biết thằng nhỏ đã làm chuyện gì mà phải tới gần chục mét dây dừa cuốn lên người của nó. Vết lằn của sợi dây hằn rõ lên da đỏ ửng. Khi sợi dây vừa được tháo ra thì cũng là lúc thằng Tí thay đổi thái độ. Nó không còn khóc nữa mà ngược lại nó còn cười. Nó cười khúc khích nhìn chị Ngọc rồi cười. Nhìn ra đám đông ở bên ngoài phòng rồi cũng cười. Đột nhiên nó bật dậy khỏi ghế, la lên một tiếng rồi lao thẳng vào người của chị Ngọc. Nó nắm tóc chị kéo giật ra đằng sau, chân thì đã túi bụi vào người của chị. Gương mặt của nó, ánh mắt của nó bây giờ trông quá sức dữ tợn. Miệng của nó vẫn cười, giọng cười càng lúc càng to và sảng khoái hơn. Trước cảnh tượng ấy, anh Thành và hai người giáo viên khác lập tức chạy vào bên trong, kéo thằng Tí ra khỏi. Nhìn sự vất vả của ba người đàn ông cao to thì không ai nghĩ đây là thằng nhỏ mới học lớp 1, lớp 2. Mất một lúc họ mới kéo được thằng bé ra. Anh Thành đỡ chị Ngọc dậy, còn hai người kia tiếp tục dùng sợi dây dừa trói thằng Tí lại. Lần này có vẻ như anh Thành đã hiểu vì sao người ta làm như vậy. Xong xuôi, người giáo viên nam kia bước tới. Thằng nhỏ lúc sáng nay đi học vẫn bình thường, tự nhiên tới giữa tiết thì nó đứng dậy đập bàn quăng sách vào, rồi lao tới đánh mấy đứa ngồi bên. Lúc đầu tụi em chỉ nhốt nó lại trong phòng đây để chờ anh tới, nhưng mà rồi nó tự cào mình rồi lấy răng cắn tay. Tụi em sợ quá cho nên mới trói nó lại. Anh Thành bây giờ thở dài một cái dìu chị Ngọc ra ngoài. Chị bây giờ còn bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra. Gương mặt của chị Ngọc đầy vẻ ngơ ngác và hoảng sợ. Thằng Tí nhìn thấy hai người bước ra ngoài, ánh mắt của nó hung dữ lắm. Miệng vẫn cười một nụ cười đầy đáng sợ. Ở bên ngoài, đám trẻ con được giáo viên đưa về hết lớp. Chỉ còn lại cô giáo của thằng Tí và hai người giáo viên nam. Chị Ngọc được dìu ngồi trên một chiếc ghế đá gần đó. Còn anh Thành thì được cô giáo kia kéo ra một góc rồi nói. Hôm nay thằng nhỏ nó lạ lắm anh ạ. Em nghĩ là anh chị nên đưa cháu nó vào bệnh viện để người ta khám. Anh Thành cảm ơn cô rồi quay sang với chị Ngọc. Hai người cứ ngồi yên như vậy mà nhìn vào căn phòng bị khóa. Sự việc vừa rồi nó quá sức tưởng tượng của hai người. Tại sao thằng Tí lại trở nên như vậy? Mình đưa nó đi bệnh viện đi em. Chị Ngọc không trả lời, ánh mắt của chị vẫn chưa hết sợ hãi. Chị chỉ biết gật đầu một cái rồi òa lên khóc. Ngay buổi chiều ngày hôm ấy, anh Thành thuê xe ô tô chở thằng Tí lên bệnh viện của tỉnh. Để đảm bảo an toàn thì anh Thành đành trói nó lại ngồi ở hàng sau với nó. Chị Ngọc thì ngồi ở ghế trước. Sau một loạt các xét nghiệm kiểm tra thì kết quả đưa ra làm cho hai người khá bất ngờ. Thằng bé hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì về thần kinh đáng để lo ngại. Thậm chí khi mà nhìn thấy hai người, nó vẫn tỏ ra bình thường, xưng con rất lễ phép. Bác sĩ cẩn thận kê thêm mấy liều thuốc an thần loại nhẹ cho nó, nhưng cũng dặn dò kỹ là không có chuyện thì đừng có sử dụng. Thằng bé ngồi trên giường cầm hộp sữa chua ăn ngon lành, mà kể cho hai cặp mắt e dè đang nhìn vào nó. Má ơi, con ăn hết rồi. Thằng Tí giơ cái hộp sữa chua đã hết sạch trước mặt của chị Ngọc. Cái miệng dính đầy sữa chua của nó chúm chím trông thật dễ thương. Chị Ngọc bây giờ bước tới ngồi xuống rồi ôm chầm lấy nó. Con đúng là thằng Tí rồi, thằng Tí của má đây. Nằm theo dõi thêm hai ngày nữa thì thằng Tí được xuất viện. Lần này dường như mọi thứ đã trở lại bình thường. Anh Thành ngồi ở ghế trước nhìn hai mẹ con cười đùa ở đằng sau mà cảm thấy nhẹ lòng. Tính ra từ lúc cưới nhau đến giờ toàn gặp những chuyện không may. Hai anh chị chưa có được một ngày thực sự hạnh phúc bên nhau. Nghĩ trong đầu là như vậy,
cho nên vừa bước xuống xe anh đã vội xách xe máy ra ngoài chợ, mua một con vịt và mấy thứ nữa về nấu một bữa tiệc. Chị Ngọc trông thấy thì xúc động lắm, xuống phụ anh để nấu nướng nhưng là bị cản lại, cho nên chị đứng ngay ở đầu gian bếp mà ngắm anh. Thằng Tý từ lúc về thì vào trong phòng ngủ một mạch. Cái không khí yên bình này chắc là lần đầu tiên xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ bé từ lúc anh chị cưới nhau. Đĩa thịt vịt được bày ra trên bàn, cộng với nồi cháo bốc khói nghi ngút thơm nức mũi. Ba người cùng nhau ăn uống trong sự vui vẻ. Thằng Tý bấy giờ lại giống như trước, hồn nhiên cười đùa ở bên mâm cơm. Anh Thành và chị Ngọc thấy vậy thì cũng yên tâm phần nào. Cơm nước xong xuôi thì ba người mới ngồi vào trong phòng khách xem tivi. Thằng Tý miệng ngậm hộp sữa, mắt thì không rời khỏi bộ phim hoạt hình đang chiếu. Tý, chút nữa vô soạn sách vở, ngày mai đi học nghe con. Tý nghe xong thì đột nhiên quăng hộp sữa xuống đất, mặt nhăn nhó. Con không muốn đi học. Chị Ngọc tức giận nạt nó một cái. Mà nói con không nghe phải không? Sao con lì vậy quá Tý? Thằng bé liền òa lên khóc. Anh Thành thấy như vậy thì liền can. Em từ từ đã, để coi con nó nói gì đã. Biết đâu trên trường có chuyện gì thì sao? Xong anh quay sang sát lại thằng Tý, đưa tay xoa đầu của nó rồi nói. Tý, sao con không muốn đi học, nói cho cha nghe. Con bị ai ăn hiếp phải không? Ông không phải là cha của tôi. Thằng Tý dứt câu thì đứng dậy bỏ vào trong phòng, bỏ lại hai con người chết đứng ở đó. Chị Ngọc Toan chạy lại đánh nó thì anh Thành can lại. Đừng. Hai người ngồi nhìn nhau chỉ biết thở dài. Sáng hôm sau thằng Tý nhất quyết không chịu đi học, dù anh Thành và chị Ngọc có nói kiểu gì đi chăng nữa. Nó nằm lăn lộn ở dưới đất, hai người cuối cùng thì cũng bất lực. Anh Thành đã đến giờ phải đi làm cho nên không thể đợi thêm được nữa. Còn chị Ngọc dường như đã quá mệt mỏi trước sự ngưng bướng này cho nên đành để nó ở nhà. Thằng Tý thấy như vậy thì mừng rỡ lắm. Nó quăng cái cặp xuống đất rồi chạy ngay vào trong phòng. Ngày hôm nay vẫn trôi qua một cách bình thường. Chị Ngọc lại mở hàng tạp hóa rồi buôn bán cả ngày. Đến sập tối, chị Ngọc đang loay hoay nấu cơm ở dưới bếp thì nghe tiếng của thằng Tý trên nhà kêu. Má ơi má, lên đây. Gì đó Tý, ai vô nhà mình hả? Má lên đây. Nghe tiếng gọi, chị với tay hạ nhỏ lửa rồi chạy lên. Vừa bước tới nơi thì chị tá hỏa thấy thằng Tý đang cầm trên tay ảnh thờ của anh hai nó. Tý, con làm gì vậy? Bỏ xuống, ai cho con? Chị còn chưa nói dứt câu thì thằng Tý thả ngay tấm ảnh xuống đất. Tiếng kính vỡ vang lên kèm theo vô số những mảnh vỡ vụn vãi lên khắp nhà. Một mảnh kính lớn rơi ra, găm ngay vào bàn chân của Tý. Máu bắt đầu túa ra tung tóe, nhưng mà kỳ lạ thay, nó không có một chút biểu hiện nào của sự đau đớn. Ngược lại, gương mặt của nó bây giờ là một nụ cười thật quái dị. Nụ cười không khác gì mấy so với lần chị thấy nó ở trên trường. Khỏi phải nói, bây giờ chị Ngọc sợ hãi đến nhường nào, máu vẫn tiếp tục chảy, nhưng chị cứ chần chừ cái hình ảnh lúc ở trường hiện ra thêm một lần nữa. Chị sợ thằng Tý sẽ lao tới tấn công bất cứ lúc nào. Một lát sau định thần lại được thì chị cố nén cơn sợ mà chạy đến nắm lấy chân của thằng Tý. Khác với tưởng tượng, nó để yên cho chị rút mảnh kính ra mà không hề có bất cứ hành động quá khích nào cả. Tý, sao con lại làm vậy? Sao con hư có vậy con? Chị Ngọc vừa nói vừa khóc. Thằng Tý thì vẫn như vậy, không nói không rằng. Nụ cười quái dị kia vẫn thường trực trên môi. Lát sau thì anh Thành về, vừa bước vào trong nhà thì đập vào mắt của anh là hình ảnh hai mẹ con Ngọc mỗi người một góc. Dưới đất vương vãi đầy máu, mảnh kính và cả di ảnh của thằng Nam. Anh Thành trợn tròn mắt hoảng hốt. Ngọc, chuyện gì đó? Chị Ngọc không nói gì cả, chỉ đưa gương mặt phờ phạc cùng với cặp mắt chứa đầy sự mệt mỏi nhìn anh rồi lắc đầu. Anh quay sang thằng Tý, nó cũng không nói gì cả. Cái chân của nó đã được băng bó. Nó đưa cặp mắt có phần vô hồn lên nhìn anh rồi cười. Rồi đột nhiên nó bật dậy lao tới. Nhưng mà người nó tấn công bây giờ không phải là chị Ngọc nữa mà là anh Thành. Bất chấp cái chân vừa bị một vết cắt khá sâu, nó nhào tới đấm đá, giơ chân đạp vào người của anh như không có chuyện gì. Gương mặt của nó trở nên hung dữ và điên loạn. Chị Ngọc ngồi bật dậy co ro trong góc của chiếc ghế rồi ôm mặt khóc. Chị đang sợ hãi thật sự. Sau một hồi giằng co, anh Thành đưa tay tát nó một cái tát với lực khá mạnh khiến thằng Tý bật ngửa ra đằng sau, rồi ngã dúi rồi vào cái ghế rồi bất tỉnh.
Anh Thành tiến đến lay người rồi kêu tên của nó, nhưng thằng Tí lúc này đã ngất đi. Lại là một lần nữa, chiếc xe ô tô lần trước đưa ba người đến bệnh viện. Tuy thằng bé đang trong tình trạng hôn mê, nhưng không còn cách nào khác, anh Thành đành trói nó lại. Lên đến nơi thì cũng đã gần 10 giờ khuya, thằng Tí được nhập viện ngay sau đó. Ngồi ở hành lang phòng bệnh mà hai người như tuyệt vọng, chị Ngọc bấy giờ như là người vô hồn vậy. Anh Thành cũng không biết nói gì, cho nên chỉ biết ngồi bên mà ôm chị. Hai con người tội nghiệp cứ ngồi như vậy cho đến sáng thì nghe tiếng của bác sĩ gọi. Ai là người nhà của cháu Tí? Nghe tiếng gọi, anh Thành giật mình quay ra thấy chị Ngọc đang gục đầu trên vai của mình mà ngủ. Anh khẽ đưa tay lên rón rén. Dạ tôi đây. Anh cố gắng nhòm dậy nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức chị Ngọc. Vì bác sĩ kia cũng tinh ý cho nên kéo anh ra một góc rồi nói. Cháu nó có dấu hiệu động kinh, người nhà tốt nhất là nên cho cháu chuyển viện. Chuyển viện à? Không phải đây là bệnh viện tuyến trên hay sao? Viện nào nữa? Vị bác sĩ trầm ngâm một lát rồi nói. Viện tâm thần. Cái gì? Sao mà tới mức đấy? Bệnh viện cũng có khoa thần kinh mà. Cái gì anh nói cho tôi biết? Vị bác sĩ liền lắc đầu. Không phải là bệnh viện từ chối chữa cho cháu, nhưng mà anh chị đã đưa cháu qua đấy thì sẽ đầy đủ máy móc chuyên ngành hơn. Tôi sẽ giới thiệu cho hai người một người quen ở bên đấy, đảm bảo người ta sẽ chăm sóc tốt nhất cho cháu. Anh Thành không nói gì cả, chỉ cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Một lát sau anh quay lại ghế đá thì chị Ngọc cũng đã tỉnh lại. Anh ngồi xuống từ người ra một cục, từng tiếng thở dài lại vang lên một cách đều đặn. Người ta nói sao anh? Chị Ngọc khẽ hỏi, gương mặt của chị hốc hác đến tội nghiệp. Anh Thành đưa tay lên đặt vai của chị rồi nói. Người ta kêu là phải chuyển nó qua bệnh viện tâm thần em mà. Chị Ngọc không nói gì, chỉ tiếp tục ôm mặt mà khóc. Ngay sáng đó thằng Tí được chuyển qua bệnh viện tâm thần, cách bệnh viện cũ chừng 20 cây số. Từ lúc nó được đưa ra khỏi bệnh viện cho đến lúc đến bệnh viện mới thì tuyệt nhiên không hé răng nói một lời nào. Qua gần một ngày khám thì người ta quyết định giữ thằng Tí ở lại để theo dõi. Anh chị Ngọc được kêu về nhà và người ta hứa sẽ gọi lại ngay khi có kết quả. Hai người không còn cách nào cho nên đành nghe theo. Về đến nhà, anh Thành pha cho chị một ly nước chanh nóng, ép phải uống cho bằng hết. Ngồi được một lát thì có người gọi, thế là anh lại lái xe đi. Sự cô độc bấy giờ mới thực sự là thứ đáng sợ đối với chị Ngọc. Căn nhà đáng lẽ ra phải đầy ắp tiếng cười và sự hạnh phúc, nhưng bây giờ có lẽ đã hết. Chị cứ ngồi đó trầm tư mà suy nghĩ vẩn vơ. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, chị Ngọc đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài. Ai vậy? Ngọc, chị Hai Thiện đấy em. Giọng nói quen thuộc vang lên, chị Ngọc liền mở cửa. Ở bên ngoài là một người phụ nữ. Chị Hai, có chuyện gì đó chị? Tao nhìn thấy tao thương mày quá Ngọc à. Mới cưới xong mà gặp đủ thứ chuyện. Chị Ngọc không biết phải nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống mà thở dài. Mà hai bữa nay mày đi đâu vậy? Hồi sáng tao qua kiếm mà cũng không có. Dạ em chờ thằng Tí đi lên bệnh viện. Nói tới đây thì những nỗi niềm tâm sự dồn nén bấy lâu đã được dịp để xả ra. Chị Ngọc kể hết toàn bộ cho bà Hai Thiện nghe, kể tới đâu thì nước mắt chảy ra đến đó. Nghe xong bà Hai lắc đầu chép miệng. Chỉ mà tội con nhỏ dữ vậy trời. Vừa nói bà vừa đứng dậy tiến tới cái bàn thờ thằng Nam rồi thắp một nén nhang cho nó. Tấm kính vỡ của ngày hôm trước chưa được có thời gian để chị Ngọc thay thế, cho nên di ảnh của thằng Nam được dựng tạm bằng cái khung gỗ. Thắp nhang xong, bà Hai mới quay sang nói với chị Ngọc. Ngọc, mày có tin vào ma quỷ không? Bất ngờ nhận được câu hỏi ấy, chị Ngọc đưa ánh mắt tò mò nhìn bà Hai Thiện. Chị nói sao à? Tao có chỗ đấy, có ông thầy hay lắm, coi bói thì không sai một chút. Mày có muốn đi thì tao dẫn đi. Chị Ngọc nhíu mày, quả thật là tuy sống ở vùng quê, nhưng trước giờ chị chỉ sống theo phong tục như những người bình thường, không theo đạo, cũng không quan tâm tới mấy hoạt động tâm linh như là thầy bà ma quỷ cho lắm. Nghĩ một lát thì chị chỉ cười. Chị Hai làm quá rồi, giờ đi thầy bà làm chi, tiền mất tật mang. Tivi người ta còn chiếu quài chị không có thấy sao? Với lại em mà đi anh Thành biết được là to chuyện đó, anh không thích mấy cái chuyện đó. Bà Hai lắc đầu mà nói. Không, mày tin tao đi, ông đây hay lắm. Cứ tới thử đi, tao sợ... Chị sợ gì? Chị Ngọc nhìn bà Hai Thiện với một ánh mắt khó hiểu. Còn bà ta cũng bất chợt giật mình một cái.
liếc mắt nhìn lên bàn thờ của Nam. Không, tao nói vậy thôi. Mày mày không tin thì thôi, tao về đây. Nói xong thì bà hai đứng dậy và đi mất, bỏ lại chị Ngọc ngồi ở trong phòng tiếp tục với những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Một lát sau thì anh Thành trở về nhà, biết chị chưa ăn gì cho nên anh mua một bịch cháo nóng hổi, đổ ra rồi đút cho chị ăn từng muỗng. Xem ra thì cũng nhờ đến những biến cố này mới biết được anh Thành quả là một người đàn ông tuyệt vời, chăm lo cho vợ và những đứa con riêng hết mực. Đâu đó vẫn còn được một chút an ủi cho chị Ngọc, người phụ nữ đau khổ cả về tinh thần và thể xác. Chị Ngọc nghe tiếng gọi cửa liền nhổm dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy anh Thành đâu hết. Ở bên ngoài tiếng gõ cửa càng lúc càng to, chị nhau mắt gọi ra. Ai đấy? Không có tiếng đáp lại, tiếng gõ cửa vẫn còn vang lên đều đặn. Ai vậy, anh Thành hả? Chị Ngọc lúc này đã bước xuống khỏi giường, chị lọ mọ bước ra ngoài phòng khách với tay bật bóng đèn. Tiếng công tắc đèn vang lên nhưng không hề có bất cứ một ánh sáng nào đã xuất hiện. Chị Ngọc lẩm bẩm vừa tiến lại gần cánh cửa. Ai đấy? Ai mà kêu cửa giờ này? Lại không có ai đáp. Chị Ngọc nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Chị đưa mắt nhìn qua cái khe cửa phía trước để xem bên ngoài đó là ai. Chị Ngọc bất ngờ hét lớn bật ngửa lại đằng sau. Cảnh tượng vừa rồi là gì mà khiến cho chị hốt hoảng đến như vậy? Thật bất ngờ, cánh cửa bị khóa từ bên trong lúc này lại từ từ mở ra. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào bên trong phòng. Và cái thứ đáng sợ bây giờ đang đứng trước cái ngạch cửa lù lù trước mắt của chị. Con! Chị Ngọc lắp bắp trong sự sợ hãi tột cùng. Là thằng Nam. Thằng Nam đang đứng trước mặt của chị. Không khó để chị nhận ra cái dáng người quen thuộc của nó. Nhưng bây giờ nó trông thật sự kinh dị và đáng sợ. Khuôn mặt của thằng Nam đầy ròi bỏ, hai con mắt bị ăn thịt hết, chỉ còn trơ lại hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm. Nó lững thững bước vào bên trong với dáng đi hết sức quỷ quái. Chị Ngọc sợ hãi đưa tay níu lấy cái ghế sau lưng mà lết ra sau. Hai chân của chị bấy giờ như bị dính keo ở dưới đất vậy, tựa hồ như không còn chút sức lực nào nữa. Thằng Nam dường như không quan tâm tới sự sợ hãi của người phụ nữ tội nghiệp đang đứng trước mặt của nó. Nó vẫn tiếp tục lê từng bước tiến lại gần. Lúc chỉ còn cách chị Ngọc chừng hai bước chân thì nó dừng lại, đưa cánh tay đầy bùn đất của mình lên cổ quạng rồi cất tiếng nói. Má ơi, con lạnh quá, xuống chơi với con đi. Chị Ngọc bất ngờ mở trừng mắt ra, ánh mắt khiếp đảm đến nỗi vẫn còn làn máu hiện rõ rệt. Chị đưa mắt nhìn xung quanh. Trước mặt của chị bây giờ là anh Thành, anh đang nhìn chị với một cặp mắt lo lắng. Ngọc, em mơ gì vậy? Anh Thành đưa hai tay lay vai của chị. Chị Ngọc bây giờ hình như đã lấy lại được bình tĩnh. Chị nhận ra mình đang ở trong căn phòng ngủ quen thuộc. Kế bên là chồng và đèn trong phòng thì sáng trưng. Em... Chị Ngọc chỉ nói được đến đó rồi ôm chầm lấy anh Thành mà khóc nghẹn. Vừa rồi chỉ là cảm giác mơ mà thôi. Một giấc mơ ác mộng chân thật và khủng khiếp. Em ngủ mơ kêu la làm anh giật mình. Sao em mơ thấy gì vậy? Em thấy thằng Nam. Vừa nói đến đó thì anh Thành liền gắt. Bậy bạ tự nhiên. Dạo này em suy nghĩ nhiều quá vậy đó. Nghe anh không có chuyện gì em phải suy nghĩ nhiều hết. Nhưng mà... Chị Ngọc toan nói thêm thì anh Thành ngăn lại. Chị cũng không dám nói gì thêm. Nằm xuống giường rồi thở dài thườn thượt. Cái hình ảnh đáng sợ kia tuy chỉ là một giấc mơ nhưng nó thật lắm. Thật đến nỗi từng chi tiết trên khuôn mặt ấy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu của chị. Một lát sau thì tiếng gáy của anh Thành lại vang lên đều đặn. Còn chị thì hai mắt vẫn còn mở thao láo nhìn lên trần nhà. Chị cứ nằm như vậy cho đến sáng mà không chợp mắt thêm lần nào nữa. Sáng ngày hôm sau khi mà anh Thành đi làm thì chị Ngọc cũng đóng cửa lại rồi ra ngoài. Chị sang bên nhà bà Hai Thiện. Vừa bước tới ngõ đã thấy bà ở bên trong. Thấy chị thì bà bất ngờ lắm. Ủa Ngọc, mày qua đây chi vậy? Chị Hai, chị dẫn em đi ông thầy kia đi. Ông thầy bữa hôm qua chị nói đó. Bà Hai nghe vậy thì lật đật chạy lại gần chị Ngọc rồi nói. Sao, sao bây muốn đi? Có chuyện gì phải không? Chị Ngọc gật đầu rồi nói. Dạ, đêm qua em mơ thì thằng Nam. Bà Hai nghe đến đây thì tỏ ra hốt hoảng. Ta nói không sai mà. Chứ hôm qua vào nhà mày tao cứ thấy cái bàn thờ nó mít, thấy lạnh lạnh sống lưng đó.
chị dẫn em đi đi, chờ chút nữa anh Thành về anh biết thì mệt lắm. Thế là bà hai nhanh chóng chở chị Ngọc đi gặp ông thầy kia. Đường đi tới đó cũng không hề dễ tìm một chút nào. Nếu không có bà dẫn đường thì chị Ngọc chắc chắn không tài nào tìm được mất. Hai người đi đến một căn nhà nhỏ được lợp đơn sơ bằng lá dừa. Trong bên ngoài thì như căn chòi có mấy người canh dãy. Chị Ngọc khá ngần ngại khi nhìn thấy nó. Chị bèn khều khều tay của bà hai. Chị hai có đúng chỗ này không? Sao em thấy nó không giống cái am hay là đền chùa gì vậy? Bà hai thiện liền gật đầu. Thầy vậy đó. Chứ ông thầy bên trong giỏi lắm. Tin tao đi. Hồi tao đi có một lần rồi. Nghe bà hai nói vậy cho nên chị Ngọc không hỏi gì thêm. Hai người từ từ bước lại gần ngôi nhà đó. Bà hai gõ vào cái chuông trước hè. Dạ thầy bảy có nhà không ạ? Bên trong có tiếng động, một lát sau có tiếng người nói. Hai người vào đi. Bà hai chỉ chờ có như vậy, nhanh chóng đẩy nhẹ cánh cửa rồi kéo tay Ngọc bước vào bên trong. Trái hẳn với bề ngoài trông có phần sập sệ và đơn sơ, thì bên trong lại hoàn toàn khác. Gian phòng ở chính giữa ngôi nhà có một cái bàn thờ lớn lắm, bày trên đó đủ loại bài vị viết bằng tiếng Tàu. Ngoài ra còn có bàn thờ hai ông thần trông rất dữ tợn, nhang khói nghi ngút hòa trộn với ánh đèn đỏ mờ mờ của hàng chục bóng đèn cháy ớt, làm cho không khí bên trong ấy trang nghiêm đến lạ. Chính giữa gian phòng ấy là một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi, nhưng dáng vẻ của ông có phần mảnh khảnh lắm. Ông ta vận một bộ bà ba màu lụa trắng, tay đeo đến tận 4-5 cái chuỗi hạt, trắng có đen có, đủ màu cũng có. Bà hai cúi đầu chào ông ta một cách lễ phép, sau đó đưa tay kéo chị Ngọc lại trước mặt của ông. Dạ thưa thầy, đây là em của con. Nó có đứa con mới chết, bữa nay tới đây. Bà hai còn chưa nói hết thì người đàn ông đã giơ tay ngưng hiệu. Mời cô ngồi xuống. Ông ta chỉ xuống cái gối dưới đất cho chị Ngọc, còn bà hai thì đứng nép sang một bên. Chị Ngọc ngồi xuống, hai người đối diện nhau. Người đàn ông kia lấy một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho chị. Cô ghi ngày tháng năm sinh, ngày mất của nó vào đây. Chị Ngọc nhận lấy tờ giấy rồi nhanh chóng làm theo. Ông ta cầm tờ giấy kia nhìn ngó qua rồi đưa tay lên bấm bấm đốt. Hồi lâu sau thì gương mặt của ông đột biến sắc tối sầm lại. Không được, không được. Chị Ngọc nhíu mày đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ông ta rồi hỏi. Dạ thưa thầy, cái gì không được ạ? Rồi ông ta không nói gì tiếp tục bấm đốt. Đột nhiên ông ta vỗ bàn một cái làm cho hai người giật mình. Ông ta nhìn chị Ngọc rồi nói. Nhà cô đợt này gặp nạn lớn rồi đó. Nghe tới đây thì chị Ngọc bắt đầu lo sợ. Dạ thầy, thầy giúp con. Người đàn ông kia lắc đầu. Con trai của cô chết đi là để trả nghiệp. Hiện tại nhà cô có hai cái tà linh. Con trai của cô chỉ là cái bình thường thôi, không đáng lo. Tà linh thứ hai kia mới là ghê gớm. Cô nhớ coi trước đây có làm điều ác hại tới mạng người hay không. Chị Ngọc lắc đầu xua tay. Dạ thì nói vậy tội cho con, trước giờ con không làm hại bất cứ ai. Người đàn ông kia liền trầm ngâm. Ta quay qua cho cô thì cũng thấy cô không phải là kẻ tà gian. Nhưng mà cái tà linh đang cư ngụ kia lại là oán linh báo thù đoạt mạng. Hay là chuyện đất cát có vấn đề? Nhà cô đang ở là của ai? Ở lâu chưa? Chị Ngọc liền lắc đầu. Nhà con được ở mấy năm rồi ạ, không có chuyện gì hết thưa thầy. Ông thầy bầy lại trầm ngâm. Một lát sau ông quay qua cái bàn thờ ở sau lưng, chắp mấy cây nhang rồi lầm rầm khấn vái. Hai người cứ về đi, mấy bữa nữa ta thu xếp rồi đích thân qua coi. Giờ cầm cái này đem bỏ lên bàn thờ, thường xuyên ăn chay tịnh thần. Ông ta vừa nói vừa lấy tay cầm một lá bùa vàng đưa cho chị Ngọc. Chị kính cẩn đưa hai tay rồi đón lấy chắp lại cảm ơn. Xong xuôi chị rút ra một tờ 500 ngàn trong túi bỏ vào cái bì thư đã chuẩn bị sẵn để đưa cho thầy bảy. Dạ con có chút lộc xin gửi tặng cho thầy, thầy nhận cho con vui. Trái ngược với suy nghĩ của chị Ngọc, ông ta không lấy, giơ tay cản lại rồi nói. Ta với cô gặp nhau bữa nay là duyên, mà ta thì tùy duyên mà cứu giúp người. Ta không cần tiền, cô cứ sắp xếp rồi gửi tôi địa chỉ, mấy bữa nữa thì tôi ghé. Chị Ngọc cúi đầu cảm ơn thầy bảy một lần nữa. Sau đó chị cùng bà hai nhanh chóng rời khỏi cái am của ông ta. Về đến nhà chị làm đúng theo lời của ông thầy bảy. Nhưng vì sợ anh Thành phát hiện cho nên chị đem lá bùa gấp lại rồi kẹp dưới cái lư hương. Nhưng rồi hai hôm sau thì lại có chuyện xảy đến.
Sáng hôm nay như mọi hôm, chị Ngọc thức dậy nấu đồ ăn sáng cho anh Thành ăn rồi đi làm. Rồi sau đó chị ra vườn cho mấy con gà ăn, mở cửa gian tạp hóa rồi buôn bán. Anh Thành vừa đi khỏi thì chị bưng thúng thóc ra sau vườn cho gà ăn. Ra đến nơi thì chị lẩm bẩm: sao sáng nay không thấy con nào ra khỏi chuồng? Chị nhíu mày rồi mở tấm lưới bao tiến lại gần chiếc chuồng. Vừa đi vừa cục tác gọi gà. Nhưng mà tuyệt nhiên không có con gà nào lên tiếng. Thông thường chỉ cần nghe gọi như vậy là chúng đã túa ra, kêu inh ỏi cả một vùng. Chị Ngọc đưa tay mở cái chuồng gà kia thì chị giật bắn mình hét lên một tiếng. Cái thúng thóc trên tay của chị rơi ngay xuống đất. Cảnh tượng bên trong chuồng gà thật sự đáng sợ. Gần 20 con gà đều chết cả, nhưng cái chết của chúng không bình thường. Bên trong chuồng gà ấy còn vương vãi đầy lông gà, máu cũng như là xác của chúng. Tất cả tạo nên một đống hỗn độn. Mùi tanh bấy giờ như được giải thoát sau cánh cửa kín, thoát ra bốc lên đến lợm giọng. Chị Ngọc lùi lại lật đật chạy vào trong nhà. Alo em, anh ơi anh về nhanh đi, gà chết hết rồi anh ạ. Sao, làm sao, anh về nhanh lên. Đầu dây bên kia cúp máy, chị Ngọc cuống quýt cả lên chạy qua chạy lại. Không biết làm gì bây giờ. Nếu muốn chạy ra coi kỹ lại mớ hỗn độn kinh dị kia, nhưng nhớ lại cái hình ảnh ấy chị lại chùn chân ngay. Chị không đủ can đảm để bước ra đó thêm một lần nữa. Gần nửa tiếng sau thì anh Thành trở về nhà. Nghe tiếng xe máy quen thuộc, chị Ngọc lật đật chạy ra ngoài, nắm lấy tay của anh nói trong sự gấp gáp: anh ơi, chết hết rồi, chết hết rồi. Anh Thành liền nhíu mày: sao, sao mà chết? Chị Ngọc không nói gì, chỉ đưa ngón tay chỉ ra ngoài sau nhà. Anh Thành ngay lập tức chạy đi. Tới nơi thì không khác gì chị Ngọc, anh tá hỏa tam tinh miệng ấp úng: sao lại... Chị Ngọc bấy giờ chỉ dám đứng ngoài tấm lưới bao mà liếc vào bên trong. Anh ơi, anh coi trong chuồng còn có con gì không? Em sợ nó cắn gà rồi nó nằm ở trong đó. Anh Thành nghe thích như vậy thì cũng cảnh giác lùi lại phía sau. Chiếc chuồng gà này được đóng bằng gỗ nhưng mà kín lắm chứ không hở như những chuồng gà khác. Chỉ có cánh cửa là có vài khe hở nhỏ mà thôi. Do đó khi mà cánh cửa mở thì ánh sáng ở bên ngoài rọi vào cũng đủ nhìn thấy 1/3 chiếc lồng. Bên trong túi thui, nếu có con vật dữ tợn nào ở trong đó thì hai người cũng không tài nào mà thấy được. Và lấy cho anh cây đèn pin. Nghe anh Thành dùng, chị Ngọc lật đật chạy đi ngay. Một lát sau thì chị đem ra cây đèn pin rồi rón rén đưa cho anh Thành. Chiếc đèn pin được bật lên, ánh sáng từ nó chiếu rọi vào bên trong chiếc lồng tối tăm đó. Đồng hỗn độn kia thấy lờ mờ đã gớm rồi, nên được ánh đèn chiếu vào càng làm cho sự ghê tởm đó tăng lên gấp bội. Anh Thành đưa tay bịt mũi rọi thẳng ánh đèn vào bên trong. Bên ngoài chị Ngọc cũng hồi hộp mà dõi theo từng diễn biến cũng như cử chỉ của anh. Một lát sau anh Thành quay ra, đưa tay tắt chiếc đèn pin rồi lắc đầu. Trong đó toàn là xác gà mà thôi. Hay là anh ra cái bẩn nước coi thử có vết của con gì không? Anh Thành nghe thích như vậy thì liền từ từ bước ra phía đằng sau. Ngoài đó là một nhánh nhỏ của con sông ngoài bãi. Anh cố gắng đưa mắt nhìn khắp nơi, cố gắng tìm kiếm cho dù là vết chân của con thú hoang nào đó. Không có. Anh Thành nhăn mặt quay trở lại. Nhìn thấy gương mặt hoang mang của chị Ngọc, anh lắc đầu. Anh tìm hết rồi, không có gì cả. Lạ quá, chuồng gà thì kín, cánh cửa thì chỉ lúc em mới mở ra mà thôi, làm sao mà tụi nó... Anh Thành lắc đầu ngao ngán và thở dài. Đống gà ấy chính là anh tự tay đem từ ngôi nhà cũ của mình về đây sau khi lấy chị Ngọc. Trong số ấy mà có 2 con gà nòi mà anh chinh chiến mấy chục sới rồi vẫn bất bại. Còn nhớ hồi tháng trước đây, có ông đại gia kia qua tận nhà gạ mua 2 con đó với giá gần 100 triệu. Nhưng mà anh nhất quyết không chịu bán. Đến bây giờ thì hết rồi. Đám gà kia chỉ còn lại cái xác không hồn. Chị Ngọc biết anh xót cho nên cũng không dám nói gì thêm. Còn anh Thành thì quàng cây đèn pin vào một góc rồi bước vào bên trong. Sự im lặng đến khó chịu bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà. Ngồi trong phòng một lát thì anh Thành bỏ ra ngoài lên xe chạy đi. Chị Ngọc có gọi với theo: anh đi đâu vậy, có về không để em nấu cơm trưa? Đáp lại chị là một sự lặng thinh. Anh Thành mặt lặng tanh chạy mi mất, thậm chí là không còn đưa mắt nhìn chị lên một lần. Chị Ngọc chỉ biết thở dài tự nhủ chắc anh đang trách chị không trông coi cẩn thận.
Nhưng ngay cả anh còn không biết được nguyên nhân thì làm sao chị có thể biết. Đang phân vân suy nghĩ thì chị nghe tiếng người gọi ở bên ngoài. Chị chạy ra mở cửa thì hóa ra người vừa gọi là ông thầy Bảy mà mấy bữa trước chị và bà Hai hàng xóm đã đi tìm. Gặp lại ông ta, chị vội cúi đầu chào. Ông ta cũng chắp tay lại mà thi lễ. Chào cô. Dạ con chào thầy, thầy tìm tới con à? Ông thầy Bảy gật đầu nhưng ánh mắt của ông có vẻ hơi bí hiểm khi liên tục nhìn vào trong nhà. Chị Ngọc lấy làm lạ cho nên hỏi. Sao vậy thầy? Bữa nay ta tới đây để tìm con, từ nãy tới giờ không gặp được ai để hỏi đường. Tự nhiên lúc tới đây nhìn thấy ngôi nhà này có chút gì đó không có bình thường, cho nên mới mạo muội gõ cửa thử hỏi. Quả thật không ngoài dự đoán của ta. Chị Ngọc thẳng thốt, sống lưng của chị lạnh đi, gợn lên từng đợt. Bất giác chị quay lưng lại nhìn thẳng vào trong nhà rồi nói. Thật không hả thầy? Ông thầy Bảy gật đầu, đưa tay mở cánh cửa ngõ rồi bước vào bên trong. Cô cứ đứng ở ngoài này để tôi vô trong đó xem sao. Chị Ngọc chỉ biết gật đầu một cái, mắt tập trung dõi theo từng bước đi của ông thầy Bảy. Hai người từ từ bước vào bên trong. Ông thầy Bảy lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tròn hình bát quái rồi chỉ trỏ khắp hướng. Cây kìm trên cái vòng ấy xoay tít mù rồi đột nhiên dừng lại, chỉ thẳng vào hướng bàn thờ. Quả không sai mà. Ông Bảy chép miệng, chị Ngọc trố mắt lên. Sao vậy thầy? Ông Bảy thu lại vòng kia vào trong túi rồi quay ra ngoài, đồng thời đưa tay ngoắc chị Ngọc ra theo. Đợi cho hai người ra đến tận ngoài sân thì thầy Bảy mới nói nhỏ với chị. Nhà này âm khí nặng lắm, mà cái này là từ chủ nhân của nó. Mà cô là chủ nhân thì chắc chắn động vào chủ nhân cũ rồi. Thôi cứ như vậy, cô chịu khó ở hết đêm nay. Ngày mai tôi đem thêm đồ nghề và chuẩn bị mấy thứ qua đây để làm lễ. Chị Ngọc nghe xong thì lo lắng. Có chắc là xong không thấy? Cô cứ an tâm. À mà tôi còn thấy trong nhà có phảng phất mùi tử khí. Gần đây có con vật nuôi nào chết trong nhà không? Chị Ngọc ngớ người. Sao thầy biết à? Còn có đàn gà sáng nay bị chết hết mà không hiểu lý do gì cả. Gương mặt của ông thầy Bảy đột nhiên biến sắc. Đầu mau chỉ chỗ cho ta. Chị Ngọc ngay lập tức dẫn ông ta ra sau nhà. Vừa đến nơi thì ông ta liên tục nhăn nhó rồi lắc đầu lia lịa. Ông đưa mắt nhìn vào trong chuồng gà rồi chép miệng. Tiếp đó ông đem vôi bột rải khắp nơi xung quanh chuồng gà. Thắp nhang ở bốn góc chuồng rồi lâm dâm đọc chú gì đó. Gần một giờ sau thì ông Bảy làm lễ xong. Mấy cây nhang ở bốn góc cũng đã tàn hẳn. Ông đưa tay lên vuốt mấy hàng mồ hôi lấm tấm ở trên trán rồi quay sang nói với chị Ngọc. Ở nhà còn nuôi con gì không? Chị Ngọc lắc đầu. Ông thầy Bảy gật gù bước ra khỏi tấm lưới. Vậy bây giờ ổn rồi. Giờ ta đi về chuẩn bị đồ đạc, sáng mai ta sẽ qua sớm. Sau khi thầy Bảy đi khỏi thì chị Ngọc cũng không dám vào trong nhà nữa. Chị cảm thấy không an toàn. Hơn nữa chỉ có một mình ở nhà cho nên chị lấy ghế ra ngồi ở trước hè. Cứ thế tới gần chiều tối thì anh Thành về. Anh dựng xe xuống rồi bước vào trong nhà người nồng nặc mùi rượu. Anh nhìn chị Ngọc một cái lùi thủi bước vào mà không nói một câu nào. Chị Ngọc thở dài ngao ngán. Bây giờ đã có thêm anh Thành cho nên chị đứng dậy bước vào bên trong. Anh, em nấu cơm rồi mình ăn nha. Chị Ngọc đứng trước cửa phòng nói vọng. Anh Thành nằm yên ở trong đó không nói năng gì. Chị bước vào trong ngồi xuống xoa trán cho anh. Em nấu cháo cho anh nha. Anh không đói. Anh Thành lề nhẹ đáp lại. Anh bây giờ đã say bí tỉ. Chị Ngọc không nói gì nữa mà để cho anh ngủ. Ở bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Mưa lúc đầu chỉ lác đác về sau to dần, rồi ầm ầm như là chút nước từ đêm cho đến sáng. Sáng ngày hôm sau anh Thành thức dậy, như mọi ngày anh chuẩn bị xong xuôi thì bước ra ngoài chuẩn bị đi làm. Chị Ngọc bưng một tô cháo nóng hổi thơm phức đặt lên bàn nhìn anh. Anh ăn đi cho nóng. Em anh đi có công chuyện phải đi gấp. Mà anh, em có chuyện muốn nói. Chị chưa kịp nói dứt câu thì anh Thành đã bỏ đi mất hút. Cái không khí nặng nề lại một lần nữa bao trùm lên. Có tiếng chuông điện thoại. Alo, ai vậy? Chào chị có phải là chị Lê Thị Ngọc không ạ? Dạ đúng rồi, anh là... Dạ em gọi từ văn phòng của bệnh viện tâm thần Minh Đơn, nói về trường hợp của cháu Nguyễn Minh Tý. Dạ vâng ạ, anh cứ nói. Dạ tình trạng của cháu nó ổn rồi chị. Ngày mai chị có thể lên đưa cháu nó về. Mấy hôm nay em không thấy gia đình lên thăm cho nên là em thay mặt bệnh viện để gọi điện báo cho gia đình một tiếng. Nghe đến đây thì chị Ngọc mừng rỡ lắm.
Mấy hôm nay Lu Bu công chuyện cho nên anh chị không sắp xếp lên với thằng Tí. Nhưng bây giờ thì tốt, lát nữa chị sẽ báo cho anh Thành tin này, chắc anh ấy sẽ vui lắm. Đang lần lần ở trong lòng thì chị Ngọc nghe tiếng gọi, thì ra đó là ông Bảy, ông tới cùng một người nữa. Chị Ngọc nhanh chóng mở cửa rồi chào. Dạ con chào thầy, đây là đệ tử của ta. Bữa nay ta đưa nó đến đây để phụ ta chút chuyện. Chị Ngọc gật đầu rồi dẫn hai người vào bên trong. Thầy Bảy đưa túi đồ nghề cho cậu thanh niên kia bày ra, còn ông thì cầm cái vòng bắt quái giống hôm trước đi lòng vòng khắp nhà. Xong xuôi thì ông gật đầu, xem ra không có chuyển biến gì xấu so với ngày hôm qua. Thôi cô ra ngoài đi, để hai thầy trò tôi làm lễ. Chị Ngọc nghe xong thì vội vàng lùi ra ngoài sân, tuy ánh mắt vẫn còn theo dõi hai thầy trò ở bên trong phòng khách. Âm thanh phát ra từ tiếng chuông nhỏ trên tay của thầy Bảy như báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Hai thầy trò cứ đi xung quanh dán bùa rồi rung chuông. Chị Ngọc nhìn vô còn thấy họ răng mấy sợi chỉ màu đỏ nữa. Chừng 5 phút sau thì người thanh niên kia bước ra, chị Ngọc lật đật hỏi. Sao rồi em, ông thầy Bảy làm xong rồi hả? Anh ta nhìn chị lắc đầu. Nãy giờ mới chỉ là bày trận thôi, em chưa đủ phép để làm chung với thầy cho nên em đi ra. Nói xong thì cánh cửa đột nhiên đóng lại, bên trong là một sự im lặng đến đáng sợ. Hai người cứ đứng bên ngoài hồi hộp lắng nghe, dõi theo từng tiếng động dù là nhỏ nhất. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua mà không hề có chút động tĩnh nào cả. Người thanh niên kia có vẻ sốt ruột, còn chị Ngọc thì vừa hồi hộp vừa lo sợ. Lát sau thì anh Thành cũng về đến nhà. Vừa dựng trống tre xuống thì anh nhíu mày hất hàm hỏi cậu thanh niên. Cậu kia, cậu là ai? Trước sự khó chịu của anh Thành, chị Ngọc giật mình, chị vội vàng trả lời. Chú em đây là đệ tử của ông thầy Bảy, ông đang tới nhà giúp mình cúng. Cúng ai? Anh thanh niên kia vội vàng nhanh nhậu. Dạ, nhà của anh có ác ma cho nên thầy trò tôi tới đây để giúp. Câu nói vừa rồi khiến cho anh Thành có phần tức giận. Ai cũng biết anh Thành là một chủ tịch xã, nói không với mê tín dị đoan. Rồi bây giờ phải mời thầy cúng về nhà để cúng tà đuổi ma hay sao? Khác nào là đưa mặt ra cho người ta chê cười. Giận hai thầy trò kia một thì anh giận chị Ngọc tới 10. Anh nhìn chị rồi nói. Sao em làm cái gì mà không nói với anh một tiếng, em coi có được không? Chị Ngọc đớ người, rõ ràng sáng nay chị muốn nói, nhưng anh bỏ đi một mạch cơ mà. Anh Thành lại hắng giọng. Còn một người nữa đâu? Dạ thì em đang làm pháp sự ở bên xong, cũng sắp xong rồi ạ. Không đợi cho người thanh niên kia nói hết câu, anh Thành đã vội vã chạy vào trong, giơ tay đẩy tung cánh cửa. Đừng! Một tiếng hét vang vọng từ bên trong rồi ấm một tiếng, anh Thành bị hất ngược ra đằng sau, từ bên trong thầy Bảy phóng ra. Ai, đứa nào mở cửa? Dứt câu thì thầy Bảy phun ra một bụng máu rồi ngã xuống đất. Anh thanh niên kia thấy như vậy liền chạy lại với một vẻ mặt hốt hoảng. Bây giờ người dân xung quanh cũng tụ tập lại rất đông, nhìn ngó và chỉ trỏ. Anh ác lắm, anh phá trận của sư phụ tôi, anh sẽ bị quả báo, không ai cứu được anh đâu. Anh thanh niên kia nhìn vào Thành nói có vẻ tức giận, xong thì vội vàng dìu ông thầy Bảy đi cấp cứu. Anh Thành vẫn còn choáng sau khi bị hất ngã ra đất, anh lồm cồm đứng dậy rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Mấy ông bà về nhà hết đi, ở đây làm gì? Chứng kiến thái độ hung hăng ấy, người ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà bỏ đi. Trên cái khoảng sân bấy giờ chỉ còn lại hai vợ chồng, chị Ngọc tiến lại. Thôi anh bình tĩnh đi, em xin lỗi đã không nói cho anh biết, nhưng anh từng tức giận như vậy nữa. Mình vào nhà rồi nói, ở đây đông quá người ta cười cho. Anh Thành gạt tay của chị rồi bước một mạch vào bên trong, chị cũng vội vàng chạy theo. Bên trong nhà bấy giờ là một sự hỗn độn, bàn ghế ngổn ngang, chỉ trỏ bùa vàng vương vãi lung tung cả. Anh Thành tức giận chỉ thẳng mặt chị rồi nói, em coi đi, vừa lòng em chưa? Chị Ngọc im lặng không nói gì cả, chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà thôi. Anh Thành bỏ đi vào trong phòng rồi đóng cánh cửa nghe rầm một tiếng. Chị Ngọc giật mình ngồi thụp xuống dưới đất rồi bưng mặt khóc. Tình trạng mỗi người một nơi như vậy kéo dài hơn 9 giờ tối thì anh Thành mở cửa bước ra. Chị Ngọc nằm trên ghế ngủ từ bao giờ. Ngọc, dậy đi vào trong phòng ngủ. Anh ghé tai của chị thì thầm, chị mở mắt, ngước mắt nhìn anh với một đôi mắt rưng rưng. Thôi đi vô ngủ mai rồi tính. Hai người vô vào trong phòng nằm, anh Thành đưa cánh tay choàng qua ôm lấy chị rồi ngủ. Tuy anh không nói nhưng chị cũng đủ hiểu là anh đang muốn làm hòa.
Với một người quá mệt mỏi như chị bây giờ, đây là một liều thuốc tiên. Chị xoay người sang ôm chầm lấy anh rồi nhắm mắt lại ngủ ngon lành. Tiếng động lạ làm cho anh Thành tỉnh giấc. Anh đưa mắt nhìn sang, chị Ngọc đang ngủ say sưa kế bên. Anh nhìn chiếc đồng hồ nhỏ ở trên bàn, 3 giờ sáng. Tiếng động lạ kia một lần nữa vang lên. Anh nhíu mày cố gắng lắng nghe cho thật rõ. Đúng là có tiếng động lạ thật. Hơn nữa tiếng động ấy ngày một rõ hơn. Anh Thành nhanh chóng bước xuống giường, rón rén mở cửa rồi bước ra ngoài. Đèn bên ngoài được bật lên, anh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Tiếng động đã không còn nữa. Anh Thành đi khắp nhà để kiểm tra xem cánh cửa nào quên đóng hay không, hay có con vật nào chui vào trong nhà. Nhưng không có điều gì đáng nghi. Anh Thành rất chán rồi tắt đèn quay trở lại phòng. Vừa mới đặt lưng xuống thì âm thanh kia lại vang lên. Lần này tiếng động ấy lớn đến nỗi gần như sát bên ngoài cánh cửa vậy. Anh Thành có vẻ khá bực, anh ngồi dậy cầm cái điện thoại ở trên tay. Lần này anh định ra bên ngoài mà không bật điện. Cánh cửa phòng từ từ hé mở, ở bên ngoài tối om. Chỉ có chút ánh sáng nhỏ từ cái phóng trái ớt trên bàn thờ của thằng Nam. Anh Thành lọ mọ bước dọc cái hành lang. Tiếng động đó lại vang lên một lần nữa. Anh Thành tự nhủ ở trong đầu rồi từ từ tiến lại phòng khách. Anh khẽ hé mắt nhìn về phía trước. Ánh sáng từ cái bóng đèn tuy yếu ớt nhưng mà cũng đủ cho anh nhìn thấy thứ bên trong gian phòng ấy. Anh đảo mắt nhìn một lượt rồi dừng lại trước bàn thờ của Nam. Quả thật là có người đang đứng ở đó. Kẻ đó còn cầm cái khung ảnh của Nam lên rồi gõ. Tiếng động kỳ lạ kia cũng từ đó mà ra. Không chần chừ thêm, anh Thành nhảy sổ ra, hướng ánh đèn flash của chiếc điện thoại rồi hét lớn. Ai vậy? Đột nhiên anh Thành khựng người lại, bởi vì đứng trước mặt của anh không phải là người, một cái bóng đen thui dính đầy bùn đất. Và đặc biệt khuôn mặt của nó, một khuôn mặt trương phình lên dị dạng như của người bị chết đuối vậy. Cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt khiến cho anh Thành kêu lên một tiếng. Chiếc điện thoại rơi xuống đất và tắt ngúm. Hai chiếc bóng cháy ớt ở trên bàn thờ cũng không ngoại lệ, xung quanh chìm vào một màn đen tối tăm đến đáng sợ. Ai? Là ai? Anh Thành quờ quạng xung quanh trong vô thức, cố gắng tìm cái công tắc điện trong phòng nhưng không được. Chào người quen. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Giọng nói này không phải của con người, nó vang vọng bên lỗ tai anh thật đáng sợ. Ai? Mày là ai? Là thứ gì? Anh Thành đưa tay tiếp tục sờ soạng lên tường. Mày không nhớ tao sao? Một dòng cười vang lên làm cho anh Thành khựng lại. Giờ anh đã nhớ ra được giọng nói này là của ai. Sao? Sao lại? Anh lắp bắp. Đột nhiên gương mặt của anh trở nên hung dữ. Anh giơ nắm tay đấm túi bụi vào khoảng không ở trước mặt. Mày chết rồi. Mày chết rồi cơ mà. Mày không có thật. Mày chết rồi. Tiếng cười khanh khách kia lại tiếp tục vang lên. Còn anh Thành thì hết đấm rồi đá túi bụi. Nhưng tất cả chỉ rơi vào khoảng không mà thôi. Cái bóng đèn trên tường được bật sáng. Chị Ngọc lật đật chạy lại ôm lấy anh Thành. Anh ơi, anh có chuyện gì vậy? Anh Thành đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn chị. Anh, nó về, nó chết rồi, nó về. Chị Ngọc liền nhíu mày. Anh đang nói cái gì vậy? Ai về, thằng Nam hả? Chị Ngọc nghĩ ngay tới thằng Nam, bởi vì chị cũng từng mơ ngủ và hoảng sợ như vậy. Nhưng mà gương mặt của anh Thành bây giờ còn khiếp đảm hơn chị nhiều lần. Chị đỡ anh dậy đưa tay lau mồ hôi đang chảy ở trên mặt, nhễu xuống ướt đẫm cả lưng. Đèn trong phòng đột nhiên tắt, xung quanh lại chìm vào bóng tối. Chị Ngọc ôm chầm lấy anh Thành. Anh sao lại... Anh Thành im lặng không nói gì cả. Tay của anh không biết từ lúc nào đã vớ được con dao gọt trái cây ở trên bàn. Anh nắm chặt nó trong tay rồi ra hiệu cho chị Ngọc im lặng. Tiếng động kia lại tiếp tục vang lên một lần nữa. Anh Thành càng nắm chặt con dao hơn. Chị Ngọc chỉ biết im lặng và nín thở. Tim của chị đập như thể muốn nhào ra khỏi lồng ngực. Má nó, có ngon thì bước vào đây. Ngon thì bước vào đây. Anh Thành như không giữ được bình tĩnh nữa, hét lớn vào khoảng không ở trước mặt. Tiếng cười kinh dị kia lại vang lên. Chị Ngọc nắm chặt mắt, nắm lấy tay của anh Thành. Còn anh thì cứ giơ con dao về phía trước. Mày tới đây làm gì? Tao tới để chứng kiến hai con người phản bội sống ra sao.
Giọng nói vừa dứt thì chị Ngọc như là không kiềm chế được nữa. Chị ngồi thụp xuống đất mà khóc thét lên rồi quỳ lại liên hồi. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Giọng cười khả ố kia lại tiếp tục vang lên. Anh Thành đỡ chị Ngọc dậy rồi gằn giọng. Đứa nào cả gan giả ma giả quỷ thì lo mà trốn đi. Tao mà biết đứa nào tao đem lên xã nhốt hết. Mày thật tội nghiệp, để tao nói cho mày nghe sự thật. Sự thật gì? Sự thật về thằng Nam. Giọng nói phát ra đến đây thì Ngọc như một người điên, cô liền gào lên. Im đi, im đi. Một chàng cười lớn lại vang lên. Thành khó hiểu lắm. Sự thật gì, mày nói gì? Mày biết thằng Nam là con của ai không? Của ai? Của ai? Nó là giọt máu của một gã đàn ông khốn nạn và con đàn bà chắc nết, là thành phẩm của mối tình vụng trộm. Tao thì đi làm nai lưng ra để cày kiếm tiền cung phụng cho con điếm ấy, nhưng thật không ngờ chính đứa con đầu của tao lại là giọt máu của người khác. Nghe đến đây thì Thành chố mắt, anh quay lại nhìn Ngọc rồi nói, Ngọc, chuyện này... Ngọc lúc này như ngất đi, cô gật đầu thú nhận. Thằng Nam là con anh, con ruột của anh. Trời ơi, tại sao cô không nói cho tôi biết tại sao? Em cứ nghĩ dù cả hai đã về một nhà, với lại anh không dám nói vì sợ mọi chuyện lỡ ra. Trời đất ơi, con tôi. Xung quanh đột nhiên trở nên im lặng. Cái âm thanh kinh dị kia lại vang lên, anh Thành như là phát điên vậy. Con dao trên tay của anh liên quan liên lại liên hồi. Tao ở đây nè. Mày đã giết con tao phải không? Thằng kia, mày giết con tao. Đúng rồi, quả báo cho mày đấy. Giọng nói đó lại vang lên ở bên trái. Anh Thành lập tức lao đến để đâm vào. Tao ở đây nè. Giọng nói bấy giờ lại vang lên ở bên phải. Anh Thành lao đến chém điên cuồng vào. Tao ở đây nè. Nhận ra được giọng nói đang ở sau lưng mình, anh vung con dao qua. Lần này thì trúng rồi. Anh Thành mừng rỡ điên cuồng chém tới vào vật kia, gần 30 nhát dao đâm lìa lịa vào nó. Ánh đèn trong phòng đột nhiên phát sáng. Anh Thành nhắm mắt vì luồng sáng có phần đột ngột ấy. Phải mất chừng mấy phút anh mới từ từ mở mắt ra. Anh thét lên một tiếng rồi bật lùi lại đằng sau. Cái thứ anh vừa dùng hết sức để đâm không ai khác chính là Ngọc. Chị nằm bất động trên sàn, hai con mắt trợn trừng cả lên. Máu từ người của chị chảy ra thành một vũng lớn. Ngọc, Ngọc! Anh Thành lay chị trong hoảng loạn. Nhưng bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi. Ngọc, Ngọc! Anh Thành cứ như vậy gào rú lên trong tuyệt vọng. Ngồi kế bên cái xác của Ngọc gần nửa giờ đồng hồ thì đột nhiên Thành đứng bật dậy. Giọng nói kia cũng biến mất từ lúc nào. Anh ta thều thào cầm chặt con dao ở trên tay. Mày giết con tao, tao phải giết con mày. Thế là Thành bước ra ngoài, leo lên xe rồi đi thẳng một mạch. Điểm đến của anh ta không ai khác chính là bệnh viện tâm thần, nơi mà thằng cu tí đang điều trị. Ánh mắt căm giận, Thành nắm chặt con dao ở trong tay. Khi vừa đến cầm thì anh ta toan vào bên trong thì đột nhiên khựng lại. Bởi ngay phía bên kia đường có một bóng người đang đứng ở đó. Dưới ngọn đèn đường ánh sáng làm cho Thành lờ mờ nhận ra không ai khác chính là thằng cu tí. Nó đang đứng đó vừa cười vừa đưa tay lên vẫy vẫy Thành. Máu nóng ở trong người sôi sục, Thành như một con thiêu thân. Anh ta nhảy xuống xe rồi lao đến chỗ của cu tí. Vừa bước được mấy bước thì Thành nghe một tiếng động lớn ở bên tai, rồi anh ta cảm giác như mình bị hất văng lên trời. Thành rơi xuống đất như một bao gạo. Cơn đau nhanh chóng ập đến. Hai mắt của Thành mở đi, máu từ trong mũi trào ra. Và bên kia đường, thằng cu tí không còn đứng ở đó nữa, mà thay vào đó là Ngọc, thằng cu Nam và người chồng cũ của cô ta. Cả ba đang nhìn Thành rồi mỉm cười. Những nụ cười thực sự ma quái. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.